ngày 20 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết sáng cùng ngày lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã phát hiện thêm 3 thi thể học sinh trong vụ đuối nước ở bãi sông Hồng đoạn qua xã Hiền Quan. Trong đó thi thể 2 em được tìm thấy khu 1 xã Vạn Xuân và khu 7 xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, cách vị trí các em gặp nạn 5 km. Thi thể nạn nhân còn lại tìm thấy tại khu vực sông thuộc địa bàn thành phố Việt Trì, cách khu vực bị nạn 35 km về phía hạ lưu sông Hồng. Đến thời điểm này, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được cả 5 thi thể học sinh trong vụ đuối nước, vị lãnh đạo thông tin. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bước đầu xác định, do được nghỉ học nên khoảng 15 giờ chiều N18, 11, 10 em học sinh ở xã Hiền Quan rủ nhau đến khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn qua xã Hiền Quan, để chơi. Sau đó có 6 học sinh xuống tắm sông, một em bơi được vào bờ còn 5 học sinh lớp 8 mất tích, nghi bị đuối nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo triển khai lực lượng. Trong đó có người nhái và phương tiện đến ngay hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng sở tại triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.